ông đu đu gấp quá cho nên là bữa nay cầu nguyện quên một khúc. Ông Út ông chưng hửng. Bữa nay nhà mình tiếp tục cái phi vụ bắp xào kiểu Việt Nam nha. Mẹ nhím dậy sớm á, không có ai quay phim cho mẹ nhím hết, thành ra là không có quay cái lúc bà xào bắp được hen. Thì công thức cũng kiểu giống giống như Việt Nam vậy thôi, có gì xào đó, chỉ là không có tôm khô thôi. Do bắp đầu mùa cho nên chưa có nhiều á, được có 13 trái. Thì mình cho hai ông nhóc ở nhà ăn trước đi, cho no bụng đi, rồi hẳn tính tới hàng xóm sao. Con đang làm gì? Ăn bát. Giỏi, clap for yourself. Đây là trái bơ tí hon nè mọi người. Hôm qua có khán giả nhà mình á comment nói là cái trái này họ với trái trám. Thì nhím nghĩ là đúng đó, tại vì nhím thấy trái trám ở trên mạng. Nhưng mà ngoài đời nhím chưa có được ăn trái trám bao giờ. Mà ở châu Phi có một loại trái nữa, nó giống trái trám hơn nữa. Hôm nào nhím mua được thì nhím sẽ quay phim cho nhà mình xem. Đây là bắp xào của mẹ nhím nha. Do không có tôm khô đó, thành ra là mẹ nhím thay thế đập một cái hộp gà. Bắp xào trứng, cái món này nhậu, mấy người nhậu ở quê nhím hay ăn lắm. Đây là trái bơ tí hon nè mọi người. Mình nướng nó nứt ra như thế này nè. Cái vị của cái trái bơ tí hon này á thì nó béo béo, hơi chua chua, bùi bùi. Mà cái hộp nó cho bá lửa gì đó, chỉ ăn được có một lớp vỏ ngoài vậy thôi. Cái cây bơ tí hon này còn một cái tật nữa là năm nào mà nó vui á thì nó ra trái, xong rồi nó đen thì mình leo lên mình hái ăn. Còn năm nào mà nó buồn buồn thì nó ra trái xong rồi nó tự thúi luôn chứ nó không chịu đen. Năm nay là rất là nhiều nhà là cây bơ nó không có chịu đen, thành ra là bơ rất là mắc. Một trái như thế này là tính ra 3.000 tiền Việt Nam. Đây là lần đầu tiên nhím làm món bắp xào cho người châu Phi ăn. Mấy lần trước nhím làm là mấy mẹ con tự ăn không à, cho nên mình cũng không có được tự tin. Mình chỉ đem qua một dĩa thôi, chủ yếu là ông bò cạp ông ăn. Ông có gan thì ông mời, cứ có ai dám ăn không. Sợ đem một ảng rồi không ai ăn, đem về lại quê mà đổ thì uổng. Một phần cũng là do cái chị này nè, bà sắp mở cái quán nhậu ăn uống tập quá rồi đó. Thì mình giới thiệu cái món này coi, coi ăn được không được, mới mốt bà làm bà bán cho mấy người ở đây, coi bộ có lý á. Wow, I love this, you know. Coi cái mặt nhăn nhăn là tôi thấy không vui rồi đó. Được cái lão cạp khoái lắm. Lão cạp biết tính mẹ nhím nấu ăn thì dở, nhưng mà mấy cái món lặt vặt thì làm cũng được lắm. Ông thầy Mo lúc đầu là miễn cưỡng ăn cho ông bò cạp vui lòng, mà cái bộ có lý quá, thành ra là xúc lấy xúc để, còn khen còn dành nữa chứ. Ông có nội này học sách ông bò cạp giỡn nghe dữ lắm. Anh nhớ ra quay quay rồi, nhưng mà quay rồi thì sao? Ở tôi còn ra cái đá này đi vào.
Ya kan ayun. Kamano yeno sa kwad la biya. Ya ya ju ko la ti o tuke. Ya ya si ya na meze ne an. Mi. Mo. Mhm. Ah meze nya. Mm. Loud and clear. Mm. Nem lo kanu wa o ya bulu. Wo si so so eta. So wo ni do go. Can take fear fear. Them eat tired with beer and concert. Take small small one. Don't rush the em don't eat both of both ends. No. Go there and sit so that mommy do with it. Back over your something. Mpa. Nya kwa nka fuge go na akwe. Oh, ab kwa na mpa. Na ngodo ngingo. O ma na agba ni lu akwa. Mm. Na me ku no chori ibu ni iru ene. Mpa. Na na. Nigeria. I'm going to go to the house. À, trời đất ơi, ông có nội này ông nổ bậy mà dím mang quà. Em đâu có biết làm kem đâu mà ông nổ khí thế như vậy. Mà thiệt là kem ở châu Phi ăn nuốt không nổi luôn á mọi người. Nó giống kiểu như là nước đá pha với đường ở Việt Nam mình những năm mà hồi nhiễm còn chút xíu á. Cũng có kem ngon nữa nhưng mà phải đi vô mấy chỗ như là KFC ở tuốt ở trên thành phố đó thì mới bán những cái loại kem kiểu như là của nước ngoài. Mấy ông này giờ tính biến cái quán ở trong hốc Bà Tó thành nguyên cái trung tâm bán đồ nước ngoài hay sao á. Mà em nghĩ kem cũng không có khó làm đúng không? Tại hồi đó em thấy mẹ em ở nhà hay làm sinh tố đó. Mà sinh tố thì nó ăn sực sực, còn kem thì nó mịn. Cái này chắc nhím về, nhím lên mạng, nhím tìm cái cách làm kem coi làm sao. Sẵn có cái máy xay của chị ba đó. Nhà nhím cũng có một cái tủ đông nhưng mà lâu lắm mà không có xài. Để về kêu ổng mở ra ổng coi còn xài được không. Mình làm thử biết đâu có lý á. Ba no happy, why? Huh? Why ba no happy now, Jimfi? The mother host spoon, him no host spoon. He tell him make you happy. Oh, I die. Bữa nay dì Nhiếm bị vỡ kế hoạch làm có 13 trái mà nguyên một băng. Sợ mấy ổng không ăn bỏ uổng, thành ra là không đủ ăn, mấy đứa nhỏ không tới lượt. Cái chị hàng xóm này bà mới tới cũng không có phần luôn. Hôm bữa có cái bác nào comment nói cái chị này chắc nhìn cái mặt chắc khoái ông bà cạp. Em địa bà lâu lắm rồi đó. Cứ mỗi lần thấy ông bà cạp ở đâu là bà lượn lượn tới bà đứng kế bên vậy đó. Sao tôi nghi quá, tháng nào cũng không đem tiền về, sao tôi nghi quá. This is tradition, he's the last, I senior him, that's why I was the main food for him. Me too, I senior him. That's for the best, I'll be junior. Last one.
Biết ý ổng mỗi lần mà có đồ ăn ngon á, mà ăn trước mặt mọi người á, là ổng không có tự nhiên, ổng nhường cho người này người kia hết à. Cho nên là mẹ Nhiếm để dành phần một tô bự luôn. Cái ông ba này mà thấy ông bà cạp ăn cái gì là đeo như Sam vậy đó. Gặp ông bà cạp cũng cưng ổng nữa, có gì cũng cho, có gì cũng kêu. À, người đang ăn chuẩn bị đi làm mà cũng đưa luôn. Sợ bị mấy anh YouTube dòm ngó cái vụ không mặc đồ nè, thành ra là Nhiếm lấy ngón tay Nhiếm che lại bớt. Coi ổng bưng cái tô mà ổng cứ rên hừ hừ làm như là nặng dữ lắm vậy đó. Ma là được dì Hoa Hồng gửi cho một đống quần áo luôn, chắc là sẽ đến kịp Noel á. Bữa chị Hoa Hồng hỏi Nhiếm em ba trai hàng gái sao thấy mặc đồ con gái không, con nít bên này vậy đó, mặc gì cũng được trơn á, không có kén. Sẵn ba cái giải dư thừa của khách á, lâu lâu Nhiếm mai đồ nít đồ chắp vá đồ đại cho mặc vậy thôi, mà mấy ổng cũng khoái dữ lắm. Mà dạo này dì Nhiếm lu bu quá chưa có mai được, gom gom tới Noel mai luôn một lần. Cảm ơn nhà mình đã quan tâm theo dõi, có ý kiến đóng góp thì để lại bình luận bên dưới. Thấy thích thấy hay cho Nhiếm một like một share ha. Bây giờ xe người ta vô người ta chở rau này nè, hai vợ chồng phải ra làm sao để xếp rau lên cho người ta. Ba cái rau đắng mùa này rẻ bèo à, nhưng mà vẫn phải bán.